phải khắc cái xinh anh em xem nhé. Nhìn gái lắm anh em. À, các bạn thân mến, hiện tại thì đang có mặt tại chợ phiên của xã Yên Hà. Tiếp tục với cái series khám phá chợ phiên trên kênh ống kính Đắk Bắc nhé. Hai đường lại tiếp tục truyền tải một số hình ảnh về chợ phiên, cái khung cảnh chợ quê. Ở đây thì mình đang đứng ở trục đường quốc lộ. Chợ thì nằm ngay trục đường, chợ thì họp vào hôm thứ tư hàng tuần nhé. Mình sẽ điểm qua một số hình ảnh tại chợ xem mọi người về bán những gì. Ở đây là mấy cô người giao. Đây là giao áo dài hay còn gọi là giao đen, trang phục thì nó không sặc sỡ mấy. Mình sẽ điểm qua một số hình ảnh tại chợ phiên để xem ở đây mọi người về bán những thứ gì. Ở cổng chợ thì mình bắt gặp mọi người bán một số những cái đây là mớ măng này. Mình đang đứng ở cổng chợ nhé. Ở đây chợ thì nó một cái xã nhỏ nhỏ nên là sẽ ít người. Đây thì mình thấy ăn nó gừng này, bên là ốc. Đây là một người bán ốc ruộng nhé. Nó phải ốc nhỏ, ốc đập ạ, dạ, nó quay như vậy. Mình sẽ quay một số hình ảnh tại chợ. Đây thì mọi người bán thêm một số cái mớ rau đu đủ này. Đây là hoa đu đủ rừng này, là hoa đu đủ đực nhé. Đây mọi người bán cả lạc này. Đây là lạc chín này. Đây lạc chín này. Đây là ốc này. Đây này, ốc ruộng à bà? Ốc ruộng. Đây mọi người bán thêm một số cái rễ sâm cau. Đây, mang về ngâm rượu này. Đây là rau dớn này. Đây là chám. Chấm rừng nhé mọi người nhé. Chá này chấm rẻ rồi. Đây bán theo như kiểu theo túi, túi mấy nghìn chẳng hạn nữa. Đậu. Đang lai sim à? Dạ vâng ạ. Thịt cố và cô bên này bán hoa quả. Mình đi nuôi xuống đây một tí xem mọi người bán cái gì. Đây chợ này nó họp ít. Ở đây mình bắt gặp mấy cô này, sử dụng cái gùi. Gùi mua đồ chưa cô? Đây mọi người sử dụng cái gùi bằng nhựa nhé. Đây là mấy cái chõ để đồ cơm. Cái chõ này làm bằng cây móc này rất là nặng. Cây nó ít khi bị hỏng lắm mọi người ạ. Đây là bằng gỗ này, chõ gỗ này. Mình sẽ đi lòng vòng một chút vào trong chợ để mình quay ở phía trong. Chợ này thì họp cũng rất là vắng. Dân ở đây cũng ít người ấy. Nên là chợ vắng cực kỳ luôn. Hiện tại mình đang ở trong chợ mọi người ạ. Chợ này thì nó cũng khá là nhỏ thôi. Cái khu bên này là khu bán thịt tươi sống này, thịt lợn này cũng như là thịt trâu. Khu bên này là bán một số mặt hàng về đồ trang phục quần áo này hay là giày dép gì đó, mỹ phẩm. Ở đây thì mọi người về bán cả những cái chiếc điện thoại ở chợ phiên luôn. Khu này bán đồ điện này, đồ gia dụng. Đó, ở đây thì mọi người bán một số cái điện thoại cho người dân đi chợ, người ta tiện người ta mua luôn đấy mọi người. Khu bên này là bày bán về chậu này hoặc cả xô, một số cái đồ nhựa. Đó, ở dãy xa xa kia bán quần áo. Chợ này thì nó khá là nhỏ. Khu này khu bán thịt lợn, hàng thịt tươi sống nhé mọi người nhé. Cái khu bên này là bày bán một số cái mặt hàng của cái mấy cô đồng bào dân tộc. Một số cái đồ dây buộc, khăn này, túi này và bên kia là dao. Mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây. Đây thì mọi người bán thêm một số cái hạt giống rau như vậy.
mùa rau cải đây là bác bước vào vụ trồng rau nên là mọi người bán rất nhiều rau. Đây là mọi người bán thêm một số cái củ ấu tẩu này, củ này dùng để nấu cháo này, ăn rất là tốt nhé, bồi bổ sức khỏe. Đây là tam thất khô. Đó. Tam thất rất là tốt. Đây là một số cái mặt hàng như là thuốc, mọi người để làm thuốc này. Nên là cái đá gì không biết ạ. Nên mọi người bán thêm một số cái da gì. Cái này là cái gì đấy bà? Thuốc đau lưng á? Mang về uống nè, sắc uống ạ. Anh review chưa? Anh đi quay cho. Cái này là từ rễ. Nhưng mà cái này nó làm từ cái gì, rễ cây à hả cô? Em có cây mà. À. Đấy là mình lấy đi gốc cây à? Để mình nhân rượu cả cái này với cái ngâm này. Rượu để uống à? Đấy, à. Một số cái mặt hàng về thuốc, dược liệu. Đây cả thuốc gì, đau dạ dày à? À, một số cái đồ này từ nhập từ bên tàu về phải không cô? Đúng không? Vâng. Mấy cái đồ này phải từ nhất tàu về không? Bên đây là bên Lào Cai thôi. Bên Lào Cai á? Cái này là chữa cái gì đấy? Cái này là chữa cái gì đây cô? Cái này là chữa hắc lào ấy. Hắc lào à? Năng ben hắc lào à? Ừ. Mang về bôi à? Bôi thôi em ạ. À. Bên này không phải bên tàu đâu, bên này là Thái Lan. Thái Lan à? Nhìn giống chữ tàu nhỉ? Một số cái mặt hàng thuốc. À, cái khu bên này là bày bán một số cái vòng bạc nhé mọi người. Đây thì bạn gái bạn đi chọn vòng. Đây đưa chú cho coi. Thử luôn. Xịn phết nhở? Đấy. Anh ơi, bán luôn cả hai cái đi, bán luôn cả cái tay bên kia nữa. Hai mẹ con à em? Đây là hai mẹ con à gì? Sao nhìn trẻ thế nhỉ? Nhìn như kiểu hai chị em ấy nhỉ? Em 85 à. Em sinh năm bao nhiêu? Em 82. Dạ. 85. À, mấy bạn này mua vòng chuẩn bị cưới. Chuẩn bị cưới con gái à cô? Bao nhiêu ạ? 3 hôm nữa. Thế bạn này bảo là tháng 11 hả? À? 11 bị lỗi này được. 1 2 3 gì không. Nhưng mà bọn cháu bán sao như vậy được? 3 ngày nữa, cách hôm nay là 3 ngày nữa. Nhà cô ở đâu? À nhà chị ở đâu? Xe này hả? Thế cái loại có hoa văn á. 3 hôm nữa là đây nữa này. Ở đây thì mọi người mua tại chợ luôn nhá. Ai thích mua vòng bạc thì ra chợ chọn luôn. Anh mua nó đôi vàng. Chỉ có người đâu ạ. Cái này bé hơn được chín này. Cân lên mới biết được. Tầm hơn 300. Tầm 300 đến 320. Đây là bạc thật nhá mọi người nhá, không phải đồ mỹ ký đâu nhá. Đây là mọi người bán bạc thật luôn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 320. À, đây thì một bán bạc. Bạc là xính. Chuyển với trang vàng, mẹ trang vàng. Em là trang phục như này đúng không? Đâu. Đây là kiểu bình thường thôi. Đây là người ta đeo đi chơi thôi. Còn cô tôi không. Đó là đeo bằng bạc thế. Chúng ta là có cho bạc vàng thôi. Đó. Đó. Đeo có là tiền đấy. Nhưng mà tưởng là đội kia nó đến đây phải cho mình chứ. Thế bình thường ở nhà lấy chồng là ở nhà phải cho à?
Phải cho kiềng đấy à? Cho cái vòng đeo ở cổ đúng không? Không, đấy, đấy là tùy vào hôm mà mình à. Rất lâu mình bằng ấy. Nhà em ở chỗ nào? Em ở trong mới. Ngay trên này đúng không? Thì cho anh xin số nhá, hôm nào đi quay đám cưới nhá. Được không? Hôm nào chuẩn bị đi quay đám cưới cho anh em xem. Đây là hai mẹ con nhá, nhìn như kiểu hai chị em anh em ạ. Rất là trẻ. Hiện đạt được mục tiêu vào năm 2025 sẽ giảm 35% tiếp theo. Có nhận nhận tôi như thế được chưa? Có là có thể tham gia mỗi ngày. Có thể làm việc 3 đến 5 ngày trên thế giới được nhiều. Giàu thế. Cây mai nó bán lỗ nhiều lắm. Năm nữa có con rể. Để cho chú đeo luôn cho. Mở 85 mà đây có con rể mình chưa có gì. Nhìn anh có nhìn như kiểu hai chị em không? Nhờ. Thật có hai mẹ con đâu đúng không? Nhìn trẻ mà. Rồi. À, cho anh. À cái khu bên này thì mọi người bày bán tí nữa quên à. À khu bên này mọi người bày bán thêm một số cái đèn pin này hoặc là đèn này. À, bóng điện này, à, loa này. Đó, cái khu bên này là bày bán một số cái mặt hàng về ví viết đài. Bên cạnh đây thì mọi người bày bán một số cái điện thoại luôn. Đây thì điện thoại một phần là mới, một phần là do dùng lại mọi người bán lại á. Khu bên này là bán mấy cái đồ tất giày gì đó. Ở dãy bên này thì mọi người bày bán thêm rau. Ở đây thì bà đang hái măng. Bán măng à bà? Bó vào bán cho nó dễ à bà? Đây là măng măng lứa nha mọi người nhé. Vâng. À, măng này có thể mua về phơi khô cũng được. Vâng. Hoặc là để xào ăn. Không cho ông lấy đó. Cho quay một tí ạ. À, mọi người bán thêm một số cái ngọn đu đủ như vậy. Đây là đu đủ ngọn đu đủ non. Đu đủ đực á. Măng này, bó này. Mỗi bó này bán như nào bà? Mấy nghìn một bó này? À đây mọi người 10.000. Bó như vậy thì bán nó dễ hơn. À, 10.000 một bó như này. Măng thì bây giờ cũng là kiểu cuối vụ ấy. À, bán rau lang này. Cháu quay một tí đã. À, đây mọi người bán thêm một số cái măng. Đây là măng muối này. Măng chua. Đây là thảo quả. Thảo quả tươi. À, bắp bi rừng này. À, đây là một người bán thêm một số cái bắp bi. Bắp bi này dùng để xào. Đó, đây là măng khô chua nhá. Măng chua thì mọi người đã vắt như này để mang về nấu canh cá này hoặc là canh xương này. Đây là măng khô. Măng nứa khô đây mọi người. Măng này dùng để nấu canh xương này. Đó. Và mọi người dùng cái măng này để phơi khô lên. Đây là bán rau cải, rau muống. Khu này là chợ rau mọi người. Rau thì bây giờ mọi người như kiểu đi dạ. Đi quay chợ nhá. Đây là mọi người bày bán thêm một số cái gừng. Đây là mâm gừng à, mâm gừng à bà. Cái này dùng để nấu canh à, nấu canh nấu thịt. À đây là dùng để xào thịt gà hoặc là xào thịt. Rồi cháu cảm ơn nhá. Khu này bày bán khoai. Ở đây là mấy bà người Giao. Đây thì chợ này rất là vắng nên là tan rất là sớm nha mọi người. Đây là mấy cô người Mông à, người Giao hết. À, chỗ bày bán phụ kiện để may quần áo. Đây là mọi người bán thêm một số con dao. Dao này dùng để chặt củi này hoặc chặt xương. Đây là dao này chặt xương rất là tốt nhá, nó bền. Đây là một số con dao dùng để thái chuối này. Con này dùng để thái chuối hoặc là phát cỏ phát kiếp.
Hát bỏ lên này, hát nữa này. Vâng. Lên cong lên này. Đây sao này? Đây đấy, này. Bằng loài này được. Loài này sắc lắm. Đấy. Đây mấy con dao này dùng để phát cỏ. Phát cỏ móc này cứ là gì đấy. Đây sắc luôn. Dao này nó nhỏ. Đúng nhẹ. Vâng. À, cuốc này. Một số cái mặt hàng về da đồ làm việc. Đó, đây là một số những cái trang phục của đồng bào người Mông. Chợ thì chợ này nó kiểu chợ xã cũng thưa dân ấy. Nên là rất là ít người nhé mọi người. Đây là mày bán gà này, mấy con gà. Khu này bán thịt lợn luôn.